Hello, chào mọi người. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, mình đi bơm thuốc cho sầu riêng. Vườn sầu riêng của mình hiện đang bị bọ trĩ và rầy xanh, có rệp sét nữa. Cho nên hôm nay mình dùng các cái loại thuốc như thế này. Đó. Hello One. Hello One, bọ trĩ, rầy xanh, đặc trị. Và cộng thêm thấm sâu 30 giây để cho giúp lưu dẫn các cái chất thuốc để diệt các cái loại rầy. Nó thì mình có còn dùng thêm cái Luân Super sạch bệnh cây xanh tốt lá. Và mình có dùng thêm là Pimit Cansibo. Đó, do cây của mình hiện tại đang mang bông, mang trái, cho nên là mình chia sẻ. Hôm nay mình làm cái video này nhằm chia sẻ đến mọi người cái cách diệt dùng thuốc để diệt sâu rầy, bọ trĩ, rầy xanh trên cây sầu riêng. Đó thì hôm nay lần đầu tiên đó là mình dùng cái loại thuốc này, thuốc của công ty APN. Đó thì mình hôm nay mình dùng để mình coi hiệu quả như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người trong các video tiếp theo. Và bây giờ thì mình bắt đầu pha thuốc đây mọi người ạ.
Thank you.
bây giờ thì mình bắt đầu đi bơm thôi mọi người, đi phun thuốc đây ở sầu riêng của mình này, bông này. Đó. Bông rất là nhiều luôn, cho nên là quả này, cây này thì ra bông sớm nên có quả này. Đó. Quả cũng rất là nhiều mọi người.